Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Bình Triết chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Xây dựng báo cáo các nội dung và các giải trình của các đại biểu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết, ngoài đầu tư công, thành phố cần tập trung khơi thông nguồn lực tư nhân về đầu tư ngoài xã hội. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát các thủ tục, quy định còn vướng mắc, đồng thời trong lĩnh vực đất đai cần xem xét lại thời gian gia hạn sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tiếp thu các ý kiến về vấn đề nhà, quy định về quản lý kiến trúc, quy định thủ tục đầu tư, khai mở tái định cư của người dân và sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề này. Bên cạnh đó, về môi trường, nhất là trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị lên phương án kế hoạch đảm bảo, đồng thời đang trang trí cảnh quan, bố trí các điểm check-in trên tuyến đường trung tâm phục vụ du khách và sẽ có giải pháp đảm bảo cảnh quan tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ghi nhận tất cả các ý kiến trong phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Bình Triết cho biết, với các nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp chuyên đề vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã thống nhất đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ nếu có. Bên cạnh đó, qua nội dung giám sát của phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố một số nội dung như chỉ đạo khẩn trương xây dựng hoàn thiện đề án quy hoạch tái thiết chỉnh trang phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố, đảm bảo tiến độ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm 2023, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy chế quản lý kiến trúc thành phố, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm 2023 về công tác lập và quản lý quy hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành trong quá trình tham mưu các quy định cần kiểm tra, rà soát kỹ, đánh giá sự phù hợp của các quy định, hạn chế vướng mắc khó khăn cho các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai áp dụng.